Cái này cái nụ gồ công các bạn. Cái này chỗ này được 35 ngay chỗ em này được 35 nè. Cái cục đế thì được 60. Cái này nó có dịch lũa nha bạn. Không phải lũa mà cái mặt cắt nó nè, nó đang kéo thẹo nè, nó chạy lên. Mạnh lắm, xàm lại rồi. Xàm lại rồi nó kéo thẹo lắm. Nhưng mà khỉ đang lặt lá. Cái này lặt lá mới lặt lá một phần nè, này là đang lặt. Lặt chưa hết. Cái này nó cao 40 nha bạn. Tàn ngang 60. Đây được cái dàn khung gà cây. Cái này combo gỡ luôn chậu. Này dàn xương nó mịn rồi, buông kém chăm chăm rồi. Để mình quay gần lại cái sẹo cho bạn rồi, đó. Sẹo nó xam, sẹo nó không có gì nha bạn. Sẹo nguyên si, xam rồi cứ ngắt rồi. Nuôi mặt khỉ. Dàn xương nó mịn tích rồi. Già cây. Bốn mươi, sáu mươi, hoành 25, hoành 35 lộn, hoành 35, cục cái này thì 60 nè, cái này 35 nè, già cây, cà 40, tài ngang 60, combo này gửi luôn chậu bạn, thần chậu nằm gì lâu lâu rồi, mình đóng cái kiện gỗ, gòn gòn cho bạn. Nguồn công nuôi một khỉ lá lớn.